Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Hôm nay em Trực sẽ review một lô đất thuộc tái định cư đất lành Bình Thái Nha Trang, lô góc 2 bằng tiền. Đây, lô đất phía sau em. Dạ, trước mắt em là toàn cảnh lô đất thuộc ô 5, lô số 17, khu dân cư đất lành, xã Bình Thái Nha Trang. Em sẽ quay hết một vòng xung quanh. Đây, lô hầm là tiền này. Tổng diện tích lô đất của mình là 67,5 m. Mặt tiền chính của lô đất là ngang 4, và mặt cái cạnh còn lại là dài 15. Vì là lô gốc nên chiều ngang của lô đất là hơi ngắn. Đây, để em chỉ tới gần gần lô đất không. Thì chiều ngang của nó thì đâu là khúc này. Quý anh chị nhìn trên bên góc phải, góc trái màn hình em vẽ thì quý anh chị sẽ hình dung hơn. Ngang 4 thì đâu đây, còn 1 m. Theo tọa độ thì đây được 5. Về chiều dài của nó này, chiều dài của nó theo con đường 5 m là 15. Quý anh chị nhìn trên sổ đỏ thì sẽ thấy rất là rõ. Đâu tầm này, đây là con đường hiện trạng đường bê tông rộng 5 m, mặt bên cạnh của lô đất. Đường nhựa thì hiện đường mặt đường chính của nó là rộng 16 m, tính luôn lề thì là đường thì rộng đâu đó tầm 3 m nha quý anh chị. Vì cỏ mọc chưa là mọc bằng lại nên mình không thấy rõ hơn, mình không thấy rõ. Thì lô đất mình cách đường Phong Châu chỉ vài trăm mét thôi quý anh chị. Đây, như là em đang quay đây thì quý anh chị thấy là rõ là đường Phong Châu. Lô đất mình thì bao gồm hai hướng, hướng Tây Nam và hướng hướng chính Tây. Hướng chính Tây bên này, góc số xéo này là hướng Tây Nam. Trước mặt mình là đường Phong Châu, đường 22 m. Em phóng to lên. Đường Phong Châu. Khu dân cư như quý anh chị thấy đây là rất là đông. Đứng trên giữa em, cái bên này em sẽ quay hết đó, khu dân cư. Đây. Con đường 16 m là đường thông nha quý anh chị. Đây. Nhìn trên Google Maps thì quý anh chị sẽ thấy rất là rõ. Thì từ vị trí lô đất của mình đi tới trường học thì đâu đó là khoảng 500 m, và tới nhà văn hóa thôn là điểm dễ để nhận biết là tầm nó khoảng là 500 m. Về cách khu biệt thự Giáng Hương là 2 cây. Em đi tới cầu Phong Châu, tới xe đèn đỏ của đường số 4 VC Phước Hải thì tầm đâu đó là hơn 5 cây. Thì có nghĩa là nếu mình đi là mình làm việc thì tái định cư đất lành là gần nhất thành phố Nha Trang. Về giá bán cũng rất là rẻ, là 1,6 tỷ cho lô đất của mình. Đất mình thì đất ở nông thôn 100%. Sổ sách đầy đủ nha quý anh chị. Có bao lọc và bao xăng tên.
Hiện tại là thời điểm em đang quay là khoảng là gần 4 giờ kém chiều. Rất là khu dân cư thì yên tĩnh. Dạ, thì nãy giờ em trực để review xong lô đất, lô góc 2 tiền thuộc tánh lực đất lành Ô Nam với giá bán là 1,6 tỷ, diện tích là 67,5 m. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đầu tư có thể là hãy em ơi số điện thoại 0843 1 8 7 9 bên các bạn màn hình, và đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về bất động sản tại thành phố Nha Trang, Chuyên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Thanh Vĩnh và Bắc Hòn Phong. Em trực xin chân thành cảm ơn.